Thưa quý vị, mua bán nhà trên giấy là một sản phẩm bình thường phát sinh từ cơ chế thị trường lành mạnh. Đây là nhận định của ông Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt Nam tại hội thảo kinh tế 2017 do kênh truyền FBNC và trường đào tạo doanh nhân Pace phối hợp tổ chức sáng ngày hôm qua, ngày 25 tháng 10. Mua bán nhà trên giấy là khái niệm được công chúng dùng để nói về phương thức mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hình thức người mua góp vốn với chủ đầu tư để xây dựng dự án. Đổi lại, giá mua nhà sẽ rẻ hơn so với mua nhà ở đã hình thành và khả năng sinh lợi từ bán lại cho người mua sau cũng rất cao. Tuy nhiên, trong quá khứ, một số chủ đầu tư đã lợi dụng hình thức này để huy động vốn nhưng không tiến hành xây dựng dự án. Việc này đã mang đến những hậu quả nặng nề cho thị trường. Do đó, việc mua bán nhà trên giấy thường bị nhìn dưới cái góc nhìn tiêu cực, thậm chí đã có nhiều đề xuất cấm hẳn hình thức mua bán này. Trao đổi tại hội thảo kinh tế 2017 do FBNC và Base tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25 tháng 10, nhiều chuyên gia lại lên tiếng cho rằng cần có cái nhìn khách quan hơn với phương thức mua bán nhà ở trên giấy, cũng như các hình thức đầu tư mới xuất hiện trên thị trường. Theo ông Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo trường đại học Fulbright Việt Nam, hình thức mua bán nhà trên giấy là sản phẩm của nền kinh tế thị trường lành mạnh, khi những cá nhân theo đuổi lợi ích riêng của mình, nhưng lại tạo ra phúc lợi tối ưu cho cả nền kinh tế. Ông cho rằng, cơ quan chức năng cần khuyến khích phương thức mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như một kênh đầu tư lành mạnh, hơn là nhìn nó một cách méo mó. Trường hợp lo ngại xuất hiện những trường hợp tiêu cực như trong quá khứ, nhà nước nên tạo cơ chế minh bạch thị trường và xử lý triệt để các đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, phương thức mua bán nhà trên giấy cũng dần hình thành một xu hướng mới tại Việt Nam. Đó là xu hướng chuyển từ tiết kiệm mua nhà để ở sang xu hướng mua nhà ở trả góp. Theo các chuyên gia thì đây là một xu hướng tích cực, thể hiện sự liên thông giữa thị trường tài chính và thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho người dân được sống trong ngôi nhà của mình, ngay cả khi chưa đủ khả năng thanh toán. Hội thảo kinh tế 2017 do kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC phối hợp với trường doanh nhân Base tổ chức với chủ đề xu hướng liên thông thị trường tài chính và thị trường bất động sản. Đã có hơn 300 khách mời là doanh nghiệp, nhà đầu tư, công ty tư vấn tham dự hội thảo này.